Xin chào mọi người nhá. Thì hôm nay là ngày 23 tháng Chạp rồi, Tết Ông Công Ông Táo đấy. Đấy thì mình có đi xuống vườn sắm được một cái cây đào và một cây cái mai đây. Thì ở ngoài ngoài Hà Nội, ngoài Bắc này thì chủ yếu là họ họ chơi cái mai mai trắng này. Thì nha, giới thiệu với mọi người này, qua vừa đi đấy, mua ít đồ trang trí này, thấy chưa? Đó. Đồ này là để xong rồi treo lên cái đấy, treo lên cái cây đào này. Ok nhá, giờ sẽ trang trí cho mọi người xem. Chỉ có chơi đào thôi, không như ở nước ngoài hay chơi truyền thông vào cái dịp Giáng sinh với cả Giáng sinh như ở họ mình đem dậy đi, làm đấy mà chơi điện thoại. Yeah.
chưa? Trong cái này. Cái này nó không chưa có gì. Không phải. Thấy chưa? Mọi người thấy bật lên. Trang trí cây đào. Cái này nó lại bị xoay như này. Cái này không xoay được ra nhỉ? Được, bộ xoay thôi. Đấy. Đấy, với cả hôm qua đi lấy ít đá cuội này về xếp lên cái chậu. Thì nhiều người là họ dùng cái đá trắng ấy. Thế nhưng mà đá trắng ấy thì nhiều khi nhìn nó không đẹp bằng đá cuội này đâu. Đá cuội này nhìn nó nhiều các cái màu, các cái nó có mang cái nét tự nhiên hơn là đá trắng. Đá trắng này tại mấy ông chơi cây mấy ông bảo là đá trắng này chỉ gọi là trang trí ấy thôi, chứ còn đá cuội là nó sẽ đẹp. Đẹp chưa? Đấy, cây đào ngày Tết đấy. Đấy, ở Việt Nam là mọi nhà là hay có một cái cây đào như này, sau đó trang trí như ở bên nước ngoài mọi người trang trí cây thông Noel đấy. Đấy, thì ở Việt Nam chơi cái ngày lễ Tết Nguyên Đán thì hay trang trí như này. Thấy chưa? Đấy, treo những cái này vào nhìn nó đẹp hẳn lên. Thêm một vài cái nữa là long lanh. Đây có cả cây mai này nữa, cây mai này. Đấy, cây mai này từ giờ đến Tết là nở một loạt những cái đây. Nở một loạt những cái nụ nhỏ nhỏ này. Đấy, giờ đang nở bung hết rồi, rất là đẹp. Người nhìn thấy không? Đấy, hứa hẹn cái loạt này đến Tết này. Chỉ còn có 5 ngày nữa là Tết thôi. Nên là nở rất là đẹp, nở đúng vào nở đúng vào mấy ngày Tết là nó mới đẹp, chứ còn sau mấy ngày Tết mà nở thì lúc ý lại không đẹp. Thấy chưa? Tuyệt vời không? Cây đào này cũng thế. Đây, mọi người nhìn thấy không? Cái loạt này, loạt nụ này. Đó, mấy ngày nữa Tết là nó nở bung ra rất đẹp. Đồng thời là những cái hoa này, đấy, đây nhá, những cái hoa này mọi người thấy không? Thế bây giờ là nó nở trước rồi, thế là chỉ cần đến mấy ngày nữa Tết là mình tuốt bớt cái này ra thì nó sẽ hình thành cái quả lên. Đấy, cây đào nó có hoa, có quả, có lộc, nhìn nó mới đẹp. Đó, ông thấy không? Đây. Như này này, mấy hôm nữa nó mình tuốt ra là nó có quả đấy. Cần gì tuốt, tự nó rụng cánh hoa lên nó thành quả. Đấy, ra nó có quả, nhìn cây đào nó mang đủ tất cả các yếu tố đấy, hoa, nụ, quả. Đấy, người Việt Nam, phong tục truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết rồi hay có cây đào để trấn yểm, vừa mang lại cái đẹp, mong phong thủy cho gia đình. Rồi ok, phần trang trí của em đến đây là kết thúc. Đấy. Mời các bác tham khảo nhé.